Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá một băng nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, khởi tố 11 bị can, tạm giam 3 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 đối tượng. Nhóm đối tượng do Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1969, trú phường Phước Tân cầm đầu, hoạt động từ năm 2017. Cường thuê 10 đối tượng, trả lương tháng từ 10 tới 15 triệu đồng một người để đi tìm khách hàng và đòi nợ kiểu côn đồ. Nhóm này tổ chức cho dây lãi nặng bằng hai hình thức, một là dây tiền đứng, không quy định thời gian trả tiền gốc nhưng phải trả lãi suất mỗi ngày 1%, tương ứng với mức lãi suất mỗi năm 360%, gấp 18 lần so với quy định của pháp luật về dân sự. Hai là cho dây tiền góp với thời gian trả gốc và lãi trong thời hạn 27,5 hoặc 60 ngày với mức lãi suất khoảng 130% một năm. Cơ quan chức năng đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của năm đối tượng tạm giữ 203 triệu đồng, 4.000 đô la Mỹ, 8.500 đô la Canada, một số trang sức kim loại màu vàng, thẻ tín dụng, một xe ô tô, 9 xe máy, 16 điện thoại và hơn 800 bộ hồ sơ người dây tiền.